đấy, nó có đây nó có tất cả các hàng như vọng xưa đang loại như vậy, em chưa hỏi như vọng xưa này, cái vọng xưa bài tuyết đây, bài tuyết đây, yên thủy, hồng phấn, hồng phấn, like cho anh em mà xem. Kỳ, dễ rồi. Đấy, nó ra hai cái lụa trên đầu cái kỳ luôn. Đấy, riêng chơi cái kỳ này khỏi bỏ hành. Cụ thích khỏe thì các cụ cấu hoa đi, mà không các cụ để hoa các cụ ngắm hoa chính chủ ở nhà luôn. Đấy, ngắm hoa là. Cái kia là cái hồng gì đấy anh? Hồng yên thủy. Hồng yên thủy. Thực ra anh em chơi hoa mà một cái kỳ bé bé bây giờ kia tầm khoảng bao nhiêu tiền? Tầm bé bé, kỳ bé nhất trong đấy tầm được 25 triệu. Đây là hồng mỹ nhân. Hồng mỹ nhân, hồng mỹ nhân chứ cao hơn. Hồng mỹ nhân cao hơn. Đấy, sang bên này này. Đấy. Nó thỏa tầm hơn 1 cm, 2 cm nữa. Con bông này quá là to luôn. Hồng yên thủy. Cái này tấm này tưới ngày này tưới khoảng bao nhiêu lần nữa bác mạnh? Ngày tưới hai lần. Ngày hai lần. Sáng lần, chiều lần.